Hai rồi, anh quay kịp rồi. Hai là xin chào cả nhà, chào mọi người đã quay trở lại với chương trình Share Livestream cùng anh Bao. Yay! Hôm nay thì, cái view khá là lạ đúng không mọi người? Thì cũng quay Bao vẫn áp dụng đúng cái luật là cách ly. Và quay Bao vẫn áp dụng là không ra ngoài nha mọi người. Là quay Bao qua nhà của người mẫu Thanh Tâm. Tại vì Thanh Tâm đang để mặt mộc, Thanh Tâm không có vô số này. Thì quay Bao qua nhà của bạn quay Bao, tại vì hiện tại này chỉ có 3 người thôi, thì nói chung là vẫn được khá là đúng luật, có nghĩa là không vượt qua, không tụ tập quá đông đúc. Và quay Bao qua đây là tại vì ở bên nhà Tâm có một cái tiệm bán đồ ăn rất là ngon và đặt ở bên ứng dụng app GrabFood để mà giao tới đây. Thành thử ra là quay Bao qua đây quay Bao ăn luôn, và cũng sẵn là để anh Tâm ăn luôn, tại vì một mình quay Bao thì sẽ ăn không có hết. Đấy, thì quay Bao sẽ kêu một rất là hoành tráng như thế này để cho mọi người thấy rằng là dù ở nhà chúng ta vẫn có thể ăn sang mặc đẹp nha mọi người. Nha, thuyết minh từng món một đi nè. Thì đây là món vẹm sốt chân trứng muối. Còn đây là món tôm hùm sốt trứng muối. Hấp dẫn cho hai con hả ta? Không, một con tôm hùm, mà một con tôm hùm nhưng mà nó cắt đôi ra. Cái càng quay kỹ đồ ăn nè, quay cái gì vậy? Đấy. Tôi lấy đi cái đũa sắp lên nè. Đây quay cho mọi người xem nè, ngon lắm mọi người. Đó, thì đây là một con tôm hùm người ta cắt đôi ra. Cái càng bự quá ha. Cái càng rất là to luôn mọi người. Đấy. Càng rất là to nha mọi người. Rồi ở đây á, là chân gà ngâm xả tắc. Thì đây là một cái món không có order ở trong cái combo menu, mà nó là cái món của bạn Tiêu Minh Phụng, là diễn viên Tiêu Minh Phụng á mọi người. Thì mọi người có thể follow cũng như là mọi người đặt ở bên Facebook nha. Đã quay cái gì đâu nội. Đó, mọi người có thể follow Facebook nha. Thì đây là chân gà ngâm xả tắc của bạn Tiêu Minh Phụng, thì cũng khá là ngon. Và nãy quên Bao có ăn thử một hai cái rồi. Còn ở đây là một con cua Cà Mau. Cua Cà Mau sẽ có giá là sẽ có một cua Cà Mau sốt trứng muối. Đấy là một con to như thế này là tầm khoảng chắc khoảng gần ký. Rồi ở đây là bánh bao sữa, còn ở đây là salad. Rồi ở đây là bạch tuộc. Và ở đây là bạch tuộc để mà nhúng lẩu, thì đây là có sẵn một cái nồi lẩu đang sôi sùng sục. Đấy, nồi lẩu sôi sùng sục. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Trong này sẽ có một cái xương gà. Bỏ bạch tuộc vô để trong thời gian đợi lẩu. Còn ở đây là ba cái ly nước mua trên đường về. Đây là mọi người, hai bạn rất là tốt khi mà mua hai ly trà vải và một ly trà chanh cho mình. Hai bạn rất là tốt và đáng yêu, rất là biết vui. Thì mọi người đừng để ý những cái không gian bừa bộn xung quanh tại nhà của người mẫu Thanh Tâm hơi bừa tập bộn. Tập trung vô đồ ăn thôi mọi người. Tập trung vô đồ ăn thôi mọi người nha. Đừng để ý những cái xung quanh bề bộn. Rồi. Tại vì cái lối sống của người nghệ sĩ đôi khi nó cũng thoáng đãng á mọi người, hiểu không? Và bây giờ bỏ bạch tuộc vô trong lúc. Rồi quay cái mặt của tao nè. Quay cái mặt của em nè. Quay cái mặt một cái nét đùa giỡn hoặc là chấm tay đáng yêu luôn mọi người. Quay cái nét, quay cái mặt em, quay gì vậy? Rồi ok, rồi bây giờ quay Bao sẽ quay Bao ngoài đời cũng không có dịu dàng lắm đâu. Quay Bao sẽ bắt cái không, quay Bao rất là kiểu dạng như là mình rất là tinh tế và nhã nhặn trong trong mọi tình. Đây là con bạch tuộc nha mọi người. Giữa bạch tuộc và mặt quay Bao lúc này mọi người muốn xem cái nào rồi. Tao tức ghê á. Đây là bạch tuộc mình sẽ bỏ vô. Hai con hả ta? Không. Khoan để đếm coi. Hai con nhìn bự quá à. Không, không hai con đâu. Ờ hai con đó. Ba con luôn á, ba con luôn. Giò gì vậy? Vậy là ba con. Tại vì một con vậy là 8 cái giò mà nãy giờ gấp vô quá trời nè, thấy không? Ở quán này tên gì vậy? Quán này á có tên gì vậy Tâm? Sky. Sky nhưng mà không phải Sky Garden nha mọi người. Ồ vậy ta. Đây là Sky Garden Phát. Mua cái đống này là hết có 500k thôi đó hả? Đâu ra anh nội? Nhiều. Trời, 500k gì? Bao nhiêu anh? 700 mấy. 700 mấy. Thôi tức là vậy cũng không quá mắc đâu nếu mà thật sự nguyên một cái tính ra là nguyên một cái đống này thì gần cả triệu. Đơn giản vậy thôi, nói cho biết thì bao gồm cả tiền nước và tiền ship luôn là gần cả triệu. Có chân gà luôn đó. Chuyện đó 750 à, không 750. Ồ, giờ là rẻ quá luôn. Giờ là rẻ rồi đó. Lẩu qua. Đóng nắp lòi lẩu lại nè. Trong lúc đợi lẩu sôi thì quanh ba sẽ quanh ba review. 109 hả? Lẩu bạch tuộc 109 cua. Lẩu bạch tuộc 109 cua tôm hùm. Với lại gì? Dẹm. Là 400 đây chén này quanh ba. Bắt đầu chúng ta sẽ review từng món nè. Thì như hồi nãy là Tâm có đọc giá là một cái con cua Cà Mau như vậy, một cái con tôm hùm như thế này, một cái hộp vẹm, một cái hộp vẹm như lại bắp này kia luôn, là combo của nó là 590 đúng không Tâm? 590 ngàn. Còn riêng cái nồi lẩu bạch tuộc này á, thì có giá là 190. Đấy thì tổng cộng là khoảng chừng 700 mấy, gần 800 ngàn. Thì bao gồm cả nước này kia là tính là tròn là 800 ngàn đó. Rồi nói chung thì theo Quang Bao nghĩ rằng cái giá cũng rất là rẻ. Và đây cũng chính là một cái minh chứng như Quang Bao đã nói đó, chính là minh chứng là dù ở dịch cách ly ở nhà nhưng mà chúng ta vẫn có thể ăn sang mặc đẹp. Rồi ok. Rồi thử từng món okay, một. Ok bây giờ Quang Bao sẽ thử salad trước đi. Hay vậy thì salad trước đi. Thử coi như thế nào. Ừ. Mình ăn từng món nhẹ trước cho nó đúng.
Xà lách trộn không, quanh bao keo hay tâm keo vậy? Không, trong combo cũng. À có luôn. Được không? Ừ, bình thường. Rồi, món ăn kèm mình chơi vui vui. Ủa thì xà lách nó vậy? Nó không xà lách không có gì lạ không? Cái rau nó có gì cha? Nè, nó có nhiều chỗ trộn xà lách ngon lắm. Ừ, nó là sữa. Bình thường. Bình thường luôn. Bạn quan trọng là này nè. Bạn xanh hình như là 4 con nè, bạn bạn camera ăn hết con. Ủa ăn vậy đó nó đánh lộn rồi sao? Hả? Con ba được. Ăn thì lấy lấy đứa ăn con bèo lại, lấy đứa bớ ăn một cái càng lại. Ê ngon Tâm ơi. Ngon. Ngon quá. Chừa một con cho Tâm kìa. Có khoai tây nữa hả? Ừ. Này là khoai bi chứ không? Ừ. Bắp. Nước sốt nó như thế nào? Hơi lạc chút xíu nhưng mà nói chung mũi vừa ăn. Bé béo. Trời chứ muối mắt lắm mọi người, làm đặc là không quá mà. Nó mặn mặn. Ừ. Mặn mặn bé béo. Đánh giá. Ok không? Ok. Còn này là con tôm hầm nè. Lấy một cái phần thân của nó nhỏ đi. Nó không có cắt ra ta. Ủa này hai con. Đó, nãy hỏi là mấy con, hỏi hai con lần. Vậy là nãy mình đập lộn mà anh Tâm ư. Không, này một con anh. Nè, đó nửa con nè. Ví dụ anh Bo sẽ thẻo một miếng mình xem. Phải giữ cái mình đó nè. Rồi lấy ra, tách thẳng ra luôn. Đó. Ôi trời ơi, quay kỹ anh, ngon quá. Ôi, ngon quá nè. Bớt ăn nè. Nè, đây là con đá mọi người. Ấy lộn, đây là con tôm. Đây là con tôm hùm á mọi người. À. Trời, bá cháy. Dai dai. Sụt sụt. Sốt ngon. Ừ. À, quý tử con tôm. Bự chà bá mọi người. Ngon vừa ăn á. Ừ. Quán này ở đâu rồi biết không? Giờ lấy lên cho địa chỉ. Nè, chúng vô nè. Rồi, không mà trong lịch sử đặt vô Việt Iraq mà sẽ còn giữ là mà bé ngon quá. Được giờ ăn cái cua không? Cua lại lát, nói chung là cái mùi này nó cũng sẽ y chang vậy thôi chứ bây giờ mình lột ra nữa biết chừng nào mới xong. Trứng gà nè. À, trứng gà tới Minh Phụng. Này review kỹ đó. Sốt thái. Sốt thái hả? Là cay cay đúng không? Cay cay chua chua đúng không? Rồi rồi lỏng xoài mình mở ra. Rồi. Sao là? Ờ. Cho nó có phần chân nó bạn nhai cả một cái chân. giỡn á, chứ ngon. Mình hay giỡn nhau vậy, đồng nghiệp nhau hay giỡn. Dễ giỡn. Không vô bài trừ nhau thiệt nha mọi người. Ngon mà, chua chua cay cay, dễ thương. Có xả nhiều, ớt nhiều, cốc non nhiều. Ủa là trên gà là hôm bữa Tâm có ăn trước chứ Tâm? Chưa, nguyên hợp nãy mấy cua mẹ. Rất nhiều nha mọi người. Hộp nhiêu vậy Tâm? 120. Một hộp 120.000 sẽ bao gồm một chục cái chân gà. Chắc chưa. Sẽ bao gồm một chục cái chân gà. Nói chung là chân gà hơi ít một chút xíu, chân gà nhiều chút xíu là ok. Nhưng mà thôi kệ, mùa dịch mà bảo giá. Còn ở đây nó sắc lại chưa trời. Còn ở đây là cái nồi lẩu chúng ta đã xôi rồi. Bỏ rau vô nè. Thì bây giờ Wombo sẽ hút một miếng nước sơ cho mọi người. Hút nước sơ để có cái mùi để mọi người ăn thôi. Cái giá đâu? Trần Thanh Tâm. Anh Tâm hãy giúp đỡ chương trình lấy cái giá xuống nè. Cái giá đó trên cái tô nè. Mắc gì vậy? Tâm đưa dùm cho. Tụi bay ăn lẩu, tụi bay để cái giá trên kia làm gì? Để luôn đi. Để dưới đúng đi, có nào. Đây, nồi lẩu cho nước rất là nhiều để các bạn có thể gội đầu và tắm rửa luôn đó. Là bạn nào bị cúp nước á mọi người. Mo sẽ thử cái mùi lẩu để cho mọi người biết cái review. Ê, bà luôn. Đây, nó chín chưa? Lấy bông nó còn tái quá thì. Còn nó quắt lại luôn rồi ông nội ơi. Quắt lại rồi. Tái cái nước lẩu. Không, nó quắt lại rồi. Nó ok. Đó, bây giờ thì mình chỉ cần thử cái này thôi là mình sẽ biết được cái nồi lẩu nó ngon hay không ngon, là nằm ở cái nước.
ôi sao mà ở nhà mà mình quay chương trình ở nhà cho nên có ông những khoảnh khắc của sen xe toàn là phong bong bong mà thành ra mọi người sẽ khoảnh khắc lại đâu những khoảnh khắc đời thường lắm luôn đó mọi người, đáng yêu vô cùng. Nay số sen xe one more lộ rất là nhiều những cái đáng yêu xinh xinh. Quanh bao quay ở nhà quanh bao bị liệu luôn đúng không, quay ngoài đường đúng không, quên mất là quanh bao đang quay chương trình ở nhà luôn đó mọi người. Nước lẩu rất là ngon, cho em hỏi này canh chua hả? Này lẩu thái canh chua? Thử coi, thử coi tức dễ sợ luôn á, anh thử cái mùi anh review một cách công tâm cho em coi coi. Giống như canh chua có cái dưa hồng. Đúng rồi, cái mùi như canh chua cái dưa hồng vậy đó. Tặc lẩu thái sẽ ra mùi này vậy. Giờ thêm miếng rau ngót nữa ra luôn nè. Tại nó nấu kiểu mà hơi nó Hàn Quốc xíu, mà không ra Hàn Quốc mà ra cái dưa hồng. Đó. Cái này là lẩu bạch tuộc, nhúng bạch tuộc hả? Không, tôi không cam tâm. Chứ phải là lẩu kia của mình. Là lẩu nhúng bạch tuộc hay là lẩu bạch tuộc? Nhúng bạch tuộc. Rồi, vậy là chúng ta đã nhận định sai rồi, đây là cái lẩu nhúng bạch tuộc nha mọi người. Và nó được nấu bằng xương gà, nhưng mà lần đầu tiên con bao thấy một cái lẩu hải sản nhưng mà nấu bằng xương gà. Lần đầu tiên luôn. Cái nước kia là người ta nấu bằng cái khác ra mà. Thì thôi nói chung là cũng được đi. Thì tại vì con bạch tuộc nó cũng nhiều, nó có như thông cảm bỏ qua. Đấy, thì nói chung là tổng thể nãy giờ thì theo bản camera thì cái nào ngon nhất? Mình chưa được ăn nhiều luôn á bạn. Tại mình. Ôi bữa nay quanh bó nhà, quanh bó bị sao vậy mọi người? Mình vừa đụng với quanh bó nạt mình luôn á. Không biết mình bó hỏi mình ăn. Tao quay mấy nạn tao đó. Kia vậy trời. Hả? Ủa đang quay đồ ăn, quanh bó nói gì vậy? Thì giờ em đang nói nè. Thì bây giờ tại biết sao không? Tại vì bạn camera nãy giờ là bạn cũng có húp mé vài món rồi. Và lại bạn camera thì nói chung là khẩu vị nhạy hơn Wimbo. Thành thử ra là Wimbo đang hỏi thôi. Theo mình đánh giá nha thì mình cảm thấy là cái con tôm con cua là sẽ ok nhất. So tới món vẹm xanh. Xong tới món chân gà. Còn cái này là quá bình thường. Thiệt luôn á, tự nhiên cái nấu mùi lên như là Việt Nam. Nếu mà cái lẩu bạch tuộc này chúng ta sang cho cái quán bên quận 4. Không, nếu như mà cái lẩu bạch tuộc này mà được nấu được nấu theo kiểu là chua cay á thì nó sẽ hợp hơn. Đấy là cái món lẩu bạch tuộc là nên ăn. Còn cái này là đúng nghĩa là cái mùi nó là cái mùi canh chua cái dưa hồng luôn. Nhớ quán lẩu mình ăn bạch tuộc bên quận 4. Thì nói chung là cái vấn đề ở đây không phải là ngon hay dở. Cái vấn đề đây là gì? Ở nhà các bạn cũng có thể hưởng thụ như thường. Đúng không nào? Chương trình hôm nay review rất là sống động và chân thật nha mọi người, là có sao nói vậy, món nào là ngon nó ngon. Mà chưa ngon chỗ nào thì nói chưa ngon chỗ đó. Này ngon nhất nè. Ủa mà nước lẩu nó không tuyệt lắm mà sao cho nhiều vậy? À chắc là biết tụi mình đông nên cho nhiều. Đông gì, có 3 đứa đông gì? Đủ để soi mặt mình. Cái này là 4 đứa, 5, 6 đứa về ăn chứ phải 3 đứa đâu. Rồi. Ok, và cái số xe mình xem ngày hôm nay cũng khá là thú vị và cũng khá là bình thường, đời thường. Chó gõ bông cái hương mặt con bông. Chó thì nó vui với bộ. Nó mặt tao giống vậy để tao quánh mày liền đó. Này sao ta? Thì cái quán nhà tâm chứ kỳ vậy. Sao mình diễn tiếu phẩm không, thì có dạo quánh bò. Nãy là cái nét để mà mọi người có cái cá để cho vui thôi, hiểu không? Chứ nãy giờ là bạn bè với nhau tụi mình giỡn. Bạn bè với nhau vui. Không có gì thì hết. Thì nói chung là mọi người có thể đặt ở trên Rap Food và mọi người vào cái mục là lẩu và nướng á. Thì mọi người sẽ tìm được rất là nhiều quán. 803 Phan Văn Trị. 823 Phan Văn Trị, phường Gò Vấp. Đúng rồi, quán Sky rồi. Đây là quán Sky. Hình như có một cái Sky đầu trên Phan Văn Trị luôn á. Alo cua hải sản Cà Mau. Alo cua hải sản Cà Mau chứ không phải Sky nha. Alo cua hải sản Cà Mau và nó có địa chỉ là 823 đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp. Ok, và hy vọng mọi người sẽ thích số Sale & Share ngày hôm nay. Và hãy nhớ theo dõi Sale & Share lúc 19 giờ mỗi ngày trên HTVC Tin hoặc là tải ứng dụng HTVC về để có thể xem Wimbo, Sale & Share cũng như là các chương trình khác của đài HTV. Bye bye.